Kho tàng văn hóa, phi vật thể của người dân tộc Mường vô cùng phong phú và đa dạng. Tiêu biểu có thể kể đến như mo, khấn, xét bùa, thường, rang, bộ mẹng, hát ví, hát đúng, hát giao duyên, hát mừng nhà mới, thơ, ca, hò vè đủ cả. Trong đó, thường, rang, bộ mẹng là loại hình văn hóa gần gũi nhất, phổ biến nhất và dễ tiếp cận nhất. Tuy nhiên, làm thế nào để có thể phân biệt được đâu là thường, đâu là rang, đâu là bộ mẹng? Video này sẽ giúp các bạn một phần nào đó nhận ra sự khác biệt giữa các loại hình văn hóa này. Thường, rang. Thường có nơi gọi là rằng thường hoặc sường. Thường, tiếng Mường có nghĩa đen là thương, là những bài hát chỉ dùng trong các dịp hội hè, Tết nhất. Nội dung của các bài thường thường hướng về ca ngợi công việc làm ăn, phản ánh một phần những phong tục tập quán tốt đẹp của người dân tộc Mường, như thường mừng mùa, thường mời rượu, thường đám cưới, thường cô dâu chú rể, thường mừng nhà mới. Thường có khi do tập thể, nhưng cũng có khi do từng người hát, hoặc có khi hai bên hát đối đáp với nhau. Chung quanh có vỏ rượu cần, bên mâm gạo có bày bánh chưng, bánh dày, có đặt tiền, giữa cuộc vui quanh bếp lửa, trong một cuộc hội họp. Bất cứ chỗ nào có hội hè vui vẻ, đông người là ở đấy có thể có thường. Sau này người ta phá cách, thường được sử dụng rộng rãi hơn. Tuy nhiên nó vẫn giữ được tính chất cơ bản của nó. Không khi nào người ta dùng thường trong các dịp có việc buồn. Vì vậy gia đình nào có tang, người ta đều không dùng đến thường. Rang có nơi phát âm là đang, tiếng Mường có nghĩa là ca, là hát. Tính chất cơ bản cũng giống như thường. Đây là cách gọi tùy theo địa phương. Hát mừng nhà mới chẳng hạn, có nơi gọi là thường mừng nhà mới, có nơi lại gọi là rang mừng nhà mới. Trong thực tế, nội dung, làn điệu, giọng hát đều không khác nhau. Vì vậy, người ta vẫn gọi thường và rang là một cặp. Căn cứ vào tính chất cơ bản của thường rang, có thể gọi xét bùa cũng là một hình thức của thường rang như thế. Bộ mẹng. Bộ mẹng có nơi phát âm là bộ mệnh hoặc lệ giọng. Bộ mẹng có nghĩa đen là nói miệng. Về căn bản, loại này hình thức hát đối đáp tâm tình giữa nam và nữ, mặc dù hình thức biểu diễn theo kiểu trình bày tổ chức cuộc hát, trong nhiều trường hợp, ở nhiều vùng có chút ít khác nhau. Trong tiệc rượu, trong đám hội vui, bên bếp lửa ở một nhà nào đó trong Mường, hoặc cạnh gốc cây si bên giếng nước, hay giữa quán chợ, có thể là một tập thể nam nữ chia đôi hát hai phe hai giới, có thể chỉ là một đôi nam nữ đang tìm hiểu nhau hoặc đang yêu nhau rồi, có thể tình cờ gặp nhau giữa người Mường nọ với người Mường kia, cũng có thể chỉ là trai Mường này tổ chức thành nhóm đến hát với gái Mường khác. Nội dung chính của bộ mẹng diễn tả tình cảm, tâm sự của thanh niên nam nữ trong tình yêu. Vì vậy có thể nói loại hát này phong phú và xúc tích nhất. Từ bước đầu thăm hỏi, mời chào nhau, đắn đo ướm ý thử lời, đến chỗ tỏ tình, cùng nhau gắn bó keo sơn, rồi thì nhớ nhung, trách móc giận hờn đủ cả. Cũng có khi tiếng hát là những lời oán trách, là giọng than thở của một tâm tình oan trái, một mối thất vọng đau thương, một lời nguyền rủa nghịch cảnh trong đời thường, mà nguyên nhân chính không phải gì khác ngoài những tập quán lạc hậu, những quy tắc đạo lý thoái hóa, những quan niệm sai lầm trong hôn nhân và gia đình, là sự áp bức bóc lột. Tóm lại, nguyên nhân chính là chế độ xã hội đương thời, chế độ thực dân phong kiến. Trong xã hội ấy, quyền sống tối thiểu của con người bình dân lao động bị giày xéo, trà đạp, tàn nhẫn. Nội dung chính của bộ mẹng phong phú như vậy, nên có thể nói đây là tiếng nói của chính cõi lòng. Những tiếng nói muôn màu, muôn vẻ, đủ mọi sắc thái, đủ sức truyền cảm, tác động sâu sắc và mạnh mẽ nhất. Thường, thường nó là cái đinh trong mỗi cuộc hát, thừa sức hấp dẫn và phát triển nối tiếp, khiến cuộc hát có thể kéo dài từ ngày này qua ngày khác, mà người trong cuộc cũng như người ngoài cuộc hết sức say mê. Tiếp sau đây, mời các bạn cùng thưởng thức một giọng bộ mẹng.
đến từ nho quan Ninh Bình. Và sau đó chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giọng rằng thường ngọt ngào đến từ Thường Xuân Thanh Hóa. Lời Bộ Mẹng chính là tiếng lòng, là lời nhắn gửi của một nghệ nhân hát tiếng Mường ở nho quan Ninh Bình gửi đến trai sứ Mường trong một dịp trai sứ Mường đến nho quan năm 2017. Lúc ở chỗ khùng em mang xuống đất ta mương ùn em giữa trôi đến nhà ơi à. Anh mang xuống đất mương ùn em giữa dùng anh nhớ dùng à, con ùn trốn ùn đựa nhanh ướt lòng đùn à. Nơi rộng quan cài nghe nhớ lòng nhà mà nghe xương em đang xa em nhớ dù thầm mà đất ùn là mù qua dùng nhà nhà ùn mù quang em nhớ thầm mà từ đói tăng nhà ùn mù lân em rồi mắt ta phân chỉ cho rèn đen huế à bình chỉ cho ăn anh huế à rồi ùn à báo rong ùn đưa nhanh như trong luôn rong ùn à cài nhanh như trong nhà anh huế à cùm ứa nó chá chua lặng ùn huế ta cá lặng chưa tròn núi giờ mà lặng lại cho tròn đỡ hà chui à dùng của hẹn mùa lân à hẹn núi đưa anh chui ố dùng cùng tha mù khi ở rồi đêm này rơi ùn bù của anh lễ hào bù cháo à nghe núi tặng giao anh lễ hào bù cháu về anh quê rồi để cho ôn anh ăn chơi ở chung cũng kha cho nó cảm buồn cũng là anh quê cho nó cảm đà cũng lòng đã rồi anh về đất xa lắm anh huế đó cho anh về dằm xa nung xa khung lại vừa kết cho bên anh huế khi đi trùng đèn nó mang mồ hôi anh huế chiang bùi ơi nó mang mồ hôi quay lại thôi anh về đất ta mượn thì anh về ô nó mà ta lì chỉ mà cưới cho xuồng anh về dương chỉ cưới cho anh nhà cho nó khóe đồ nhu anh về rồi hồn cưới cường lò nó chọn xác anh về hồn cưới bạc ùn lò nó tròn san thôi ùn cưới cho anh tại khu bằng ngàn tăng khuya đêm khi nói anh yên ngò thầy em ơi em tôn cun vạn tạo mượn đi chẳng vì đuổi tất mương đi nhà em làm cuốn em ôi à cuốn chẳng kinh chẳng vì đuổi tất mương đi nhà em
sạc cái quạt, sạc cái quạt tiếng gọi là gì? Lỡ là lâu là lì là khi thêm răng sau cô tan băng ti nó đã quá ơi trùng sao cô tan băng ti nó đã quá ơi ơi à sao tèn bước ơi tèn vào un trăng tạm răng qua em ta có cửa con nhà un trăng tạm chơi tình dông qua mà cho đêm ui ơi vài un un vỡ thương nhà xa tì đòi có con khi giàn giàn xa đoái có phước có bạn nông nhà tao lang thang xa đoái có phước có bạn nông nhà cún làng mà tao ơi chín ồn tí tôn đông cây sòng tôn lũ chú tâm phong à đoàn oan tâm phong à đìa kia tâm phong à răng ùn răng thương chưa tiền anh chờ bối ơ chập mẹ ơi à em đang sương chưa cập men cho bôi hơ cười tiêu nó vui chơi để cho phù đầm mẹ đang